Thế giới từ xa xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày mới xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn tra hữu thân mến thật nhiều sức khỏe và an nhiên. Và hôm nay là sáng chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2024. Shop Thế giới từ xa trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn một video tổng hợp 12 mẫu ấm. Vâng, 12 mẫu ấm từ xa vừa mới về. Và ngày hôm qua thứ bảy, Shop Thế giới từ xa về khoảng 80 mẫu ấm từ xa. Hầu hết đều là các tác phẩm kinh điển, hầu hết đều là các tác phẩm đẹp và độc đáo và là độc bản duy nhất ở Việt Nam. Vâng, cứ đà này thì Shop Thế giới từ xa sẽ mang hết tất cả những mẫu ấm đẹp độc đáo từ Trung Quốc về Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, sáng chủ nhật tuần này Shop Thế giới từ xa giới thiệu quý vị và các bạn 12 mẫu ấm. Vâng, 12 mẫu ấm từ xa vừa mới về. Đối với những người đam mê thưởng thức trà và sưu tầm ấm từ xa thì video ở sáng chủ nhật tuần này, thưa quý vị sẽ có những cái sự ám ảnh, một cái sự ám ảnh rất nhiều ở trong trí lão. Vâng, bởi vì 12 tác phẩm ấm từ xa ngày hôm nay phải nói là rất kinh điển, phải nói là bom tấn luôn, thưa quý vị. Và chúng tôi xin phép được bắt đầu. Quý vị có thấy họa tiết có gì giống nhau không ạ? Thưa quý vị, chiếc ấm từ xa có một cái tên gọi rất hay, đó là cỗ xe ngựa Tần Vương. Chất đất nguyên khoáng hồng bì long. Họa tiết chủ đạo đó là phần vẽ đắp nổi một cỗ xe ngựa, trong đó có Tần Vương đang ngồi bên trên. Đây là sự kết hợp giữa men pháp lam và vàng 24K. Đẹp, phải nói là rất ấn tượng và rất uy quyền. Thưa quý vị, Tần Vương, một triều đại nhà Tần nổi tiếng về quyền lực của Trung Hoa từ những năm 259 đến 210 trước công nguyên. Đây là một ông vua có quyền lực và uy quyền trong những cái vào cái dạng bậc nhất của Trung Quốc từ trước đến nay, thưa quý vị. Và chiếc ấm cỗ xe ngựa Tần Vương được ghép với chiếc chén này hiện tại shop đang hết. Vâng, đây là còn một chiếc cuối cùng chúng tôi đang dùng để thưởng thức các loại trà phổ nhĩ đây ạ. Và sang tuần thì về tiếp cái mẫu chén này, quý vị có thể đặt hàng thì cũng có thể đợi vài ngày. Vâng, thưa quý vị, đây ạ. Cái họa tiết của chiếc ấm và chiếc chén chủ này thì khá là giống nhau và màu sắc cũng khá là giống nhau và tương đồng, thưa quý vị. Chiếc ấm mã số Z21, chất đất nguyên khoáng hồng bì long, lọc 7 lỗ. Mil 3,3 triệu giảm 500 còn 2,8 triệu. Lạc khoản năm 1968 viết bằng chữ, một chiếc ấm rất độc đáo và ấn tượng, ghép với chiếc chén chủ này thì phải nói là tuyệt vời. Vâng, quá đẹp và ấn tượng. Thưa quý vị, tiếp theo đó là một cặp đôi hoàn hảo. Xin mời quý vị chiêm ngưỡng. Đây phải nói là hai bức tranh sơn dầu thì đúng hơn. Chiếc mã số Z29,
chiếc ấm dáng dung thiên, chất đất nguyên khoáng hồng bì long, lọc chín lỗ và họa tiết mặt bên phải là phần vẽ đắp nổi một bức tranh thủy mặc trông như là một bức tranh sơn dầu, rất đẹp, rất dung dị và cũng rất là đơn giản. Bên trái là phần khắc chữ thư pháp. Một tác phẩm duy nhất, mã số Z29 320 mil, giá 2.180.000. Và một chiếc ấm dáng Tây Thi lắp chìm, vẫn là chất đất nguyên khoáng hồng bì long. Đây là một chiếc ấm dung tích to, vâng, lọc chín lỗ. Mặt bên phải thì đúng là một bức tranh thủy mặc, đây là phần đắp lổi, vâng, một bức tranh rất đẹp và ấn tượng, trông như là một bức tranh sơn dầu, đẹp không ạ? Và đương nhiên rồi, màu này sẽ chúng tôi sẽ bảo hành quý vị và các bạn vĩnh viễn cái màu sắc như thế này, không bao giờ phai, bởi vì người ta vẽ và đắp xong người ta mới lung. Bên trái đấy ạ, đây là một chiếc ấm to dùng để quần ẩm, khoảng 6 đến 8 bát thường trà thì là vừa đẹp. Vâng, mã số Z50 420 mil, 2.580.000, shop có duy nhất, cũng là một tác phẩm. Và tiếp theo vẫn là một bức tranh thủy mặc, nhưng mà đây là cái phần tranh dán. Vâng, mặc dù là tranh dán, shop cũng vẫn bảo hành về độ kết dính của bức tranh. Vâng, bảo hành trọn đời cho quý vị và các bạn. Một bức tranh thủy mặc. Và phần trên lắp ấm là phần dát vàng, rất nổi ấn tượng. Chất đất nguyên khoáng hồng bì long. Bên trái đây ạ, lọc 7 lỗ. Chiếc ấm mã số Z30, dáng ấm trụ sở, dung tích 270 mil, giá 2.180.000, shop cũng có duy nhất một tác phẩm. Và thưa quý vị và các bạn, tiếp theo phải nói là chính chúng tôi cũng bị đứng hình, bởi vì 8 tác phẩm ấm từ xa, chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn, lung hỏa biến và lung bằng củi, những chiếc ấm, những gam màu, vâng, những nhiệt độ lung khác nhau, gam màu khác nhau và sự biến đổi của lung hỏa biến bằng củi, những chiếc ấm cũng rất khác nhau về màu sắc. Chính vì vậy chúng tôi phải bỏ, có bao nhiêu sản phẩm phải bỏ ra hết để quý vị và các bạn chọn cái nào thì đánh dấu ở cái đấy, không lỡ chọn chiếc này shop gửi chiếc kia thì lại lúc đấy lại thành ra cái câu chuyện nó không hay. Vâng, những chiếc ấm từ xa, chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn và tỷ lệ khoáng phải đến 80 đến 90% bên trong này ạ. Vâng, mã số Z27 là chiếc ấm từ xa dáng ấm biển Phúc, một chiếc ấm gần giống như dáng ấm phẳng cổ, nhưng cái phần miệng của lắp ấm này nó rộng lệ hơn rất là nhiều, rất là dễ rửa bên trong cũng như là vệ sinh cũng như là lấy bã trà. Chiếc này lọc chín lỗ, mặt bên phải đấy ạ, là phần đắp nổi một bức tranh sơn thủy rất đơn giản. Và quý vị có cảm nhận đây ạ, nhiệt độ của lửa, nhiệt độ của lung củi tạo thành một cái màu đen mà có cái độ phồng, quý vị có cảm nhận được không ạ?
và nhiệt độ luôn của những chiếc ấm như thế này khoảng 1280 độ C. Chiếc ấm dáng biển Phúc, shop có duy nhất một tác phẩm, dung tích 350 ml, giá 2.180.000, mã số Z27. Và một chiếc ấm dáng thủy bình phải nói là độc đáo nhất từ trước đến nay trong cái tầm giá này, trong cái tầm giá trên dưới 2 triệu, một chiếc ấm dáng thủy bình chất đất hoàng kim đoàn mà lung củi, mà có cái gam màu đỏ và xanh rất khác biệt và lạ thế này. Đây cũng là chiếc đầu tiên trong cả triệu chiếc mà shop thế giới từ xa đã từng giao lưu quý vị và các bạn trên toàn thế giới. Bên trái đây ạ, trông như là một chiếc ấm cổ có từ hàng trăm năm. Vâng, bởi vì nhiệt độ của lung củi nó rất là ảo diệu. Một bông hoa rất nhiều màu sắc. Đây là phần đắp nổi rất đẹp. Chiếc này tỷ lệ khoáng cũng phải 80 mấy%. Vâng, lọc 9 lỗ. Mã số Z28, 280 ml, 2.180.000, cũng duy nhất một tác phẩm. Và thưa quý vị, tiếp theo đó là một cặp đôi ấm từ xa, không phải đẹp mà là quá đẹp và không thể hoàn thiện hơn được nữa. Đó là cặp đôi ấm từ xa dáng ấm tam túc cửu đỉnh, trông như là một chiếc lư đồng được bày trang trọng ở trên các án gian, trên các bàn thờ gia tiên. Chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn, và đương nhiên rồi, vì lung củi cho nên là hai màu sắc của hai chiếc ấm này cùng nhiệt độ lung nhưng mà nó khác nhau. Quý vị cảm nhận những gam màu sáng tối, vàng đen lẫn lộn đây ạ, trông như là một chiếc ấm đồng. Và đối với chất đất hoàng kim đoàn nguyên khoáng về tỷ lệ khoáng 80 đến 90%, thì hầu hết thưởng thức được tất cả các loại trà. Đây, chi tiết làm thủ công toàn chế, một cặp đôi hoàn hảo phải nói là tuyệt vời. Họa tiết là lưỡng long chầu Nhật. Đây là phần đắp nổi và khắc trên bề mặt, và hai chú rồng đang chầu về mặt trời. Bên phải và bên trái đều giống nhau. Ba chiếc chân rất là vững chắc. Chúng ta tưởng tượng như những chiếc lư đồng. Vâng. Mã số Z41, 300 ml, giá 5.800.000. Lọc khoảng 9 lỗ. Và chiếc Z40, gam màu sáng hơn một chút. Đây ạ, sáng hơn một chút. Cũng 300 ml và giá là 5.800.000. Tiếp theo, thưa quý vị, đó là bốn tác phẩm ấm từ xa. Độc đáo không ạ? Phải nói là quá độc đáo. Vẫn là chất đất hoàng kim đoàn. Vâng, lung củi. Chiếc ấm từ xa dáng ấm cung đăng. Họa tiết là vòng tròn bát quái, bát quái đồ và vòng tròn âm dương ngũ hành. Rất ấn tượng. Chiếc lắp đây ạ. Chiếc lắp là bát quái đồ. Và đặc biệt của tác phẩm thì ở đáy ấm. Dành cho quý vị và các bạn chơi đồ phong thủy, các nhà phong thủy đi xem phong thủy và mang tác phẩm này đi thì có mà tuyệt vời. Trông rất đẹp và trông cũng rất nguy hiểm, thưa quý vị. Phần đáy ấm đó là bát quái đồ. Vâng, đây là phần khắc chìm. Chúng ta tưởng tượng như là khắc trên thép thì đúng hơn.
phải nói là rất đẹp, rất sắc nét. Bát quay đồ, chiếc lệ lọc 9 lỗ. Vâng, tác phẩm mã số Z43 290 mm, giá 5,8 triệu. Shop cũng có duy nhất một tác phẩm. Vâng, càng về sau càng đặc sắc, càng về sau càng đặc biệt, càng về sau càng ấn tượng. Một chiếc ấm từ xa và một dáng ấm mà chắc quý vị, nếu mà xem kênh YouTube của Thế Giới Từ Xa, thì đây là lần thứ hai quý vị được chiêm ngưỡng cái dáng ấm thế này. Chiếc ấm có cái tên rất hay và ấn tượng, đó là Long Phi Phượng Vũ. Có nghĩa là rồng bay phượng múa. Một tác phẩm rất ấn tượng. Bên trái là phần vẽ khắc chìm một chú long quy. Đây là một cái vật phẩm phong thủy mà quý vị và các bạn hay để trên các cái két bạc ở trong nhà để chiêu tài tiến lộc. Và bên trái, bên phải, xin lỗi quý vị, đó là phần vẽ một chú hổ và các họa tiết phượng. Đây ạ, là chính là cái tay cầm và chính là cái lúm nắp. Một cái dáng ấm cao thoát dáng, cầm thì rất dễ chịu, cầm rất thoải mái, rất là chắc tay, và trưng bày thì cũng tuyệt vời bởi vì cái dáng cao và cái độ trường của chiếc ấm rộng và cao. Màu sắc đẹp không ạ? Quá ấn tượng, một tác phẩm thủ công toàn chế và cũng là một bản duy nhất, lọc 9 lỗ bên trong này ạ, trông như là một chiếc ấm đồng. Mã số Z44 390 mm, giá 5,8 triệu. Một tác phẩm duy nhất, một độc bản. Và thưa quý vị, tiếp theo cũng là một dáng ấm cũng rất ấn tượng. Chiếc ấm từ xa có dáng ấm là Tăng Mạo Hồ. Tăng có nghĩa là những nhà sư tăng đấy ạ. Mạo là mũ. Vâng, có nghĩa là chiếc ấm là dịch ra tiếng Việt có nghĩa là chiếc mũ của nhà sư, chiếc mũ của người xuất gia tu hành. Vâng, một cái đặc điểm ấn tượng của chất đất Hoàng Kim Đoàn, lung hỏa biến và lung bằng củi, đó là cái gam màu đen ạ. Quý vị hãy cảm nhận ạ, một cái gam màu đen nhiệt độ lửa tạo thành rất đẹp mà không một cái loại mực đen nào có thể tạo được. Quý vị hãy cảm nhận diện của Đức Phật Mẹ. Vâng, Phật Mẹ Quan Âm ạ, trông rất đẹp và thánh thiện. Đây ạ, những cái hạt lổ ở trên bề mặt rất đẹp, đó là phần thạch anh và kim loại sắt ở trong khoáng từ xa. Bên phải có hai bức diện Phật và bên trái là có hai bức phần đáy ạ. Ui giời, một tác phẩm văn học thì đúng hơn, một tác phẩm văn học hội họa hình tượng lâm diện Phật Quan Thế Âm, phải nói là quá là đẹp, nhất là cái bức ở đáy ấm. Vâng, một cái bức phải nói là một cái diện mặt, cái khuôn mặt quá đẹp và thánh thiện, phải nói là không thể hoàn thiện hơn được nữa. Quý vị hãy cảm nhận cái màu đen và cái màu vàng. Vâng, cái phần xung quanh bên trên này, cái viền mũ ạ, rất là hay, một cái tác phẩm
dùng để thưởng trà cũng rất dễ, và dùng để trưng bày, dùng đặt trên bàn thờ làm chiếc ấm cúng cúng gia tiên thì cũng rất tuyệt vời, hoặc làm lễ các cái lễ cúng dường ở trên các chùa cũng rất tuyệt vời. Và đây cũng là một độc bản duy nhất ở shop Thế Giới Từ Xa, và chúng tôi đã là độc bản thì quý vị chả tìm ở đâu được nữa. Chiếc này lỗ lọc làm 3 hàng 35, 15, 15 lỗ lọc. Vâng, một tác phẩm kinh điển. Mã số Z42 390 mm, giá 5,8 triệu. Và cuối cùng, thưa quý vị, vào một buổi sáng chủ nhật mùa hè, một chiếc ấm đồng, một chiếc ấm đồng, đồng này là đồng đỏ trăng, không phải ấm đồng quý vị ạ. Đây là một chiếc ấm từ xa, chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn, lung hỏa biến bằng củi bên trong đấy ạ. Led làm thủ công mộc, rất mộc mạc và đơn sơ, nhưng bên ngoài thì rất chả chuốt. Một độc bản duy nhất ở Việt Nam, một tác phẩm kinh điển, trông như là một chiếc ấm được đúc bằng đồng, nhưng thưa không phải, đó là chiếc ấm từ xa, chất đất nguyên khoáng hoàng kim đoàn, có tên gọi là Giao Long Xuất Hải. Giao Long, Việt Nam chúng ta thì hay gọi là cái con thuồng luồng ấy. Vâng. Dáng ấm tam túc cửu đỉnh, một cái họa tiết thường thấy trên các vật thờ cúng phong thủy, trên các lư đồng, trên các đỉnh đồng, một cái họa tiết thường thấy. Vâng. Và ba chiếc chân và cái phần chú thuồng luồng này, miệng thì ngậm vào cái thân ấm, và hai cái tay thì bám vào cái thành của cái chiếc ấm, tạo thành một cái tác phẩm. Nếu quý vị nhìn qua màn hình thì đều nói đây là một chiếc ấm được đúc bằng đồng, và đến shop cầm tận tay, cầm nó rất nhẹ hơn những chiếc ấm bằng đồng. Đây ạ, chiếc lắp ạ. Chiếc lắp là một cái gam màu nó khá sáng hơn so với cái phần gam màu của chiếc ấm. Tác phẩm số 12 trong video ngày hôm nay. Và mã số là Z39. Đây là Z chứ không phải là 2 nha quý vị nhé. Z39. 320 mm, giá 7,9 triệu. Một tác phẩm duy nhất. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sáng chủ nhật tuần này quý vị và các bạn sẽ mãn nhãn khi xem video vào sáng ngày hôm nay, bởi vì những tác phẩm ấm từ xa này chỉ có thể ở shop Thế Giới Từ Xa mới mang về được, vâng, mới sưu tầm được để quý vị và các bạn cùng ngắm và chiêm ngưỡng. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video. Mọi tư vấn mua bán, giao dịch, trao đổi xin vui lòng liên hệ về số line 0917 828186 và chúng tôi ở Long Biên, Hà Nội. Vâng, một video tổng hợp 12 mẫu ấm từ xa phải nói là quá ấn tượng, quá đẹp và quá xuất sắc, quá hiếm, quá độc đáo và không đủ những mỹ từ để miêu tả 12 tác phẩm ấm từ xa, mặc dù giá cũng chỉ vài triệu đồng một tác phẩm, nhưng đây có thể là những tác phẩm để đời, vâng, có thể là những tác phẩm để sau này cho con cho cháu. Và trước hết chúng ta hãy cảm nhận và thưởng trà bằng những tác phẩm này đã. Vâng, rất tuyệt vời, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Vâng, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.